phẩm tự nhiên rất có giá trị ở nước ta. Đã từ lâu, nó được coi là một nguồn thức ăn bổ dưỡng và là một vị thuốc quý điều trị được một số bệnh như viêm họng, ho, cảm cúm, kích thích hoạt động của tim, mạch, dạ dày, táo bón. Sữa ông chú có tác dụng tốt với sức khỏe, chống lão hóa, điều chỉnh huyết áp, tăng cường hệ tim mạch, tăng khả năng tình dục và sinh sản. Còn phấn hoa ong là nguồn thức ăn giàu đạm, vitamin và muối khoáng, tăng cường sức khỏe, chữa suy nhược thần kinh, giảm mệt mỏi. Hiện nay, phong trào nuôi ong của nhân dân đang phát triển rất mạnh tại các tỉnh trung du miền núi trong cả nước. Nuôi ong là một trong những hoạt động giúp bà con nông dân tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, việc nuôi ong của bà con còn theo hướng tự phát nhỏ lẻ, sử dụng giống không bảo đảm chất lượng, kỹ thuật nuôi còn lạc hậu, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi ong, nên năng suất cũng như chất lượng mật thu được thấp. Để giúp bà con nuôi ong thu được năng suất mật cao, chất lượng mật tốt, chúng tôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Đào tạo Phát triển Nông thôn xin giới thiệu với bà con về kỹ thuật nuôi ong lấy mật. Phần 1. Chuẩn bị dụng cụ nuôi ong. Thùng nuôi ong. Thùng ong là dụng cụ nuôi ong quan trọng nhất. Từ xa xưa, nhân dân ta đã nuôi ong trong các khúc gỗ rỗng gọi là đõ ong. Đõ ong cũng được cải tiến từ đõ nằm sang đõ đứng, rồi đõ đứng có thanh xà. Đây là cái thùng nuôi ong cải tiến. Và cái thùng này thì nó có một số những cái yêu cầu chung. Nó có những cái yêu cầu chung của một cái đàn ong. Nó được thiết kế bởi 4 tấm gỗ và được ghép thành một cái hình chữ nhật. Và nó có những cái kích thước chung. Về cái thùng ong thì về chiều dài bên trong lòng thùng là nó là 494 mm. Và cái chiều rộng là 340 mm. Thế trong cái thùng ong thì nó có một cái ván ngăn. Cái ván ngăn về chiều dài của ván ngăn thì nó là 420 mm. 420 mm. Và chiều rộng thì nó là 21 mm. Và nó được thiết kế như một cái khung cầu. Và trong cái cấu tạo của cái thùng ong thì trước hết là cái nắp chính có những cái viền xung quanh để khi ta đậy vào nó không bị dập và làm chết con ong. Về cái chiều cao thì nó là 40 cho đến 50 mm. Và nó bao trùm lấy toàn bộ cái thùng ong. Thế ngoài cái nắp thì là cái cầu để nuôi ong. Cái khung cầu này thì nó là một cái khung gỗ và có chiều cao 25 đến 27 mm. Và chiều rộng của cái vai cầu 21 mm. Và phía dưới nó là 11 đến 12 mm. Và trên cái khung cầu thì được giằng những cái dây thép để cho khi ta xây cái bánh tổ, để cho nó giữ chắc được cái bánh tổ. Trên thùng ong thì nó có cái cửa ra vào 5 đến 7 mm để cho ong ra vào. Vì là khi mà 5 đến 7 mm thì sẽ chống được rán, chuột và rán hoặc là cóc, là một số những cái địch hại đến nó phá tổ ong. Về yêu cầu chung của một cái thùng ong cải tiến, thường được đóng bằng những cái loại gỗ nó không cong vênh, nhẹ, xốp để nó tạo điều kiện, nó thuận lợi cho cái việc con ong nó cái điều kiện nhiệt độ và độ ẩm bên trong thùng ong. Và ván thì thường được làm dày từ 1,5 cho đến 2 cm. Kích thước thùng thì phải đảm bảo theo được cái quy định chung, thuận lợi cho việc điều chỉnh tạo giống nhân đàn hoặc là khai thác sản phẩm. Thùng quay mật ly tâm thì có rất nhiều loại. Ví dụ như những cái nước mà người ta nuôi ong ở với cái quy mô lớn thì người ta có thể dùng máy quay và quay với cái lắp động cơ motor điện để người ta quay từ 45 cho đến 60 cầu. Thế nhưng với cái đàn ong nội của chúng ta ở nước ta thì người ta dùng những cái thùng quay mật nhỏ từ 2 cho đến 3 cầu đối với đàn ong nội và 6 cho đến 12 cầu và đối với đàn ong ý. Thế về cấu tạo của cái thùng quay mật ly tâm thì nó được thiết kế bởi một cái thùng tôn hoa hoặc là thép không dỉ để tránh làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của mật.
Và ngoài ra nó còn có một cái khung để chứa cầu mật. Như cái thùng này thì quay với cái số lượng là 3 cầu một lần quay. Cấu tạo của nó là với một vỏ thùng, cặp bánh răng truyền lực, thế hoặc là nếu không thì bằng dây đai. Đấy, hoặc là người ta quay trực tiếp bằng dây đai. Thế và yêu cầu khi quay nó phải êm để tránh làm ảnh hưởng đến cái bánh tổ. Thế và cái bộ phận chứa mật thì cũng được làm bằng thép không gỉ hoặc là inox để tránh làm ảnh hưởng đến cái chất lượng mật của khi quay. Các dụng cụ khác, dụng cụ quản lý ong, lưới che mặt, máng cho ong ăn, nón bắt ong bốc bay, bình phun khói, có thể thay bằng hương trầm. Chổi quét ong có thể dùng lông gà, lông ngỗng hoặc chổi chít để thay thế. Dao cắt mật là dao hai lưỡi mỏng sắc được bẻ cong hoặc dao phay mỏng. Khay hớt nắp bằng nhôm có thể dùng chậu thau, xô, khay nước sạch để thay thế. Bộ gắn tầng chân gồm một ghế gỗ, thước chắn, ấm đun sáp và mỏ hàn. Dụng cụ giới thiệu chúa, lồng chúa và chụp chúa. Phần 2. Chăm sóc nuôi dưỡng đàn ong. Kiểm tra đàn ong. Mục đích kiểm tra đàn ong nhằm nắm vững tình hình của đàn ong, dự đoán khả năng phát triển hoặc sa sút của đàn để có biện pháp xử lý kịp thời như cho xây tầng, loại cầu, cho ăn hay phòng trừ sâu bệnh. Kiểm tra đàn ong là hôm nay ta kiểm tra là kiểm tra đột xuất. Đàn ong nó đi làm không bình thường, mình kiểm tra đột xuất để biết là xem là nội bộ bên trong nó ra thế nào. Từ chỗ đó thì mình giải quyết được những cái xử lý bên trong đàn ong. Thế là phải chuẩn bị là đưa tay và nắm hai cái tai cầu này, từ từ nhấc lên để ngang tầm mặt mình, cố gắng là để cho ánh nắng, ánh sáng hắt vào này. Đầu tiên là mình phải nhìn xem là cái thái độ đàn ong nó có vui vẻ không. Nếu nó vui vẻ này, nó không lộn xộn, nó không hăng này, thì là đánh giá đầu tiên là đàn ong là ổn định. Sau bắt đầu là mình mới khẽ khẽ mình thổi để tìm xem là con chúa nó nằm đâu rồi. Và cái vòng đẻ trứng của nó có rộng không? Mình kiểm tra cái vòng đẻ trứng của ông chúa. Nếu vòng đẻ trứng càng rộng hết cả ra cái cầu này thì là con chúa là tốt. Kiểm tra đến cái số con vít nắp. Và lúc này là đang nở con vít nắp, đến cái độ tuổi nó nở ra. Thì cái con này đang cắn vít nắp để nó ra. Xem là vít nắp có đều không? Nhìn xem ong non ra đời có con nào bị xoăn cánh nhiều không? Nếu mà bị xoăn cánh người ta phải giải quyết cho ăn thuốc phòng, đàn ong có hiện tượng bị sơ lý tổ. Ta kiểm tra đến mật, ta khẽ ta thổi trong cái vùng để mật của nó có nhiều mật không. Đây là vùng để mật, đàn ong này như thế là mật nhiều, mật đã chám vít nắp và nằm trong cái định kỳ là khai thác được mật. Sau ta kiểm tra được con này, được nhộng, được trứng, được vòng đẻ trứng, được mật. Bây giờ ta kiểm tra đến phấn, là cái chức năng nuôi đàn ong phải là phấn, thì ta lấy cái cầu trong cùng, cái cầu nhiều phấn nhất. Một đàn ong muốn duy trì được phát triển là phải có nhiều phấn, nó là lương ong. Ta lật nghiêng cái bánh tổ để nhìn nó thật dễ và khẽ khẽ thổi. Đàn ong này phấn đã được luyện, đã chín, đưa vào đóng thành kho. Mà vậy đàn ong này là kết luận là nhiều phấn, đàn ong này đang phát triển tốt. Sau đó ta kiểm tra đến xem đàn ong này đẻ, có đẻ ong đực không, có đắp vũ chúa không, có đòi hỏi chia đàn không. Người ta xem các góc của lỗ tổ, của bánh tổ. Thì đàn ong này chưa có hiện được đắp ong đực, không có vũ chúa. Vậy đàn ong này đang ở thế mạnh, đang khai thác mặt tốt, không đòi hỏi chia đàn, không đắp vũ chúa. Thế là rất tốt. Cho ong ăn thêm. Mục đích cho ong ăn thêm có tác dụng nuôi dưỡng đàn, làm cho đàn ong luôn ổn định phát triển trong trường hợp thiếu mật, phấn hoa tự nhiên hoặc thời tiết xấu, mưa nhiều làm phấn mật bị rửa trôi, ong không đi lấy được. Cách cho ong ăn thêm. Cho ăn bổ sung. Vào vụ qua hè, qua đông là lúc đàn ong thiếu thức ăn trầm trọng, cho ăn bổ sung nhằm giúp đàn ong có đủ lượng mật dự trữ qua thời kỳ khó khăn này. Nếu không cho ong ăn, ong sẽ bị chết đói hoặc bốc bay. Cho ong ăn bổ sung trong trường hợp thiếu mật, phấn hoa tự nhiên,
cho ăn thuốc điều trị bệnh ong, cho ăn huấn luyện nguồn hoa mới, cho ăn bổ sung lúc xây cầu, tạo chúa và khai thác sữa chúa. Pha siro đặc theo tỷ lệ 1:1, một phần đường cộng một phần nước, cho đàn ong ăn liên tục cho đến khi mật trên các bánh tổ vít nắp mới thôi. Không nên cho ăn nhỏ giọt, vừa tốn đường mà ong lúc nào cũng đói, đàn ong không ổn định. Cho ong ăn vào buổi tối, tránh để rơi vãi siro, vừa tốn lại vừa hấp dẫn kiến và cóc, ong rừng đến phá hoại hoặc cướp mật. Chú ý, vào mùa thu đông hanh khô, cho ong ăn siro loãng hơn với tỷ lệ 1:1.5, trộn thêm 0.8% muối ăn. Có thể cho ăn thêm lòng đỏ trứng gà, vitamin B1 để kích thích sự đẻ trứng của ong chúa. Cho ăn thuốc định kỳ phòng bệnh. Kỹ thuật gắn tầng chân. Để cho ong xây được cái bánh tổ mới thì là người ta phải gắn cái tầng chân. Thế vậy tầng chân là gì? Tầng chân nó là một cái tấm sáp mỏng và được ép theo những cái lỗ mà có 6 cạnh theo như cái đặc tính của con ong. Thế và tầng chân thì là kỹ thuật để gắn được cái tầng chân này thì người ta đặt cái khung cầu lên. Trước hết là người ta phải cắt cái tầng chân, bởi vì cái đặc tính của con ong thì nó không thích những cái góc cạnh, mà nó phải cắt theo cái hình trái mít theo cái đặc tính của con ong. Khi ta làm gắn tầng chân thì cái kỹ thuật gắn tầng chân thì ta có một cái ghế, một mỏ hàn, một cái nồi nấu sáp, đặt lên cái ghế một tờ báo, một tờ giấy. Sau đó ta đặt cái tấm sáp lên và đặt lên cái cầu mà đã được căng 3 cái dây thép để giữ cái tầng chân. Điều chỉnh làm sao để cho cái tầng chân nó cân được với hai bên cái đầu hồi cầu là bên dưới để chúa, để cho đàn ong nó đi kiểm tra. Sau đó là ta nung nóng cái mỏ hàn, khi mỏ hàn đã đỏ thì ta tiến hành gắn tầng chân, và ta dùng cái mỏ hàn ta di trên dây thép để cho cái tầng chân này nó chảy ra và nó ôm lấy cái sợi thép. Ta đã gắn được cái tầng chân và cái dây thép nó đã được ôm gọn ở trong cái tầng chân. Sáp nó chảy ra nó đã ôm gọn được cái tầng chân. Sau đó ta đun sáp cho nóng chảy, và ta tiếp tục gắn lên cái xà cầu trên bằng cái thước. Khi sáp đã nóng chảy, ta kiểm tra sáp không được nóng quá và cũng không được nguội quá. Ta tiến hành đổ sáp và ta để một góc 45 độ, sau đó sáp đã được, thấy ta ngửi thấy có mùi thơm của sáp, sau đó ta đổ. Tầng chân thì đã được gắn vào cái xà cầu trên và ta tiến hành cho đem cho ong xây. Cho ong xây bánh tổ mới. Tại sao phải cho ong xây bánh tổ mới? Bánh tổ cũ thường có màu đen, bị giòn do trồng chất các lớp kén và phân ấu trùng. Ong chúa không thích đè vào bánh tổ cũ. Mặt khác sâu phá tổ và bệnh cũng dễ thâm nhập vào bánh tổ cũ. Do đó phải cho xây bánh tổ mới và loại bỏ bánh tổ cũ thường xuyên. Nhập ong. Nhập ong là phải lúc mà đàn ong nó bị, thứ nhất là nó bị bệnh, mình không nuôi được đàn ong làm gì thì sẽ nhập nó vào để cho nó khỏe lên xong ta tách. Thứ hai là có thể đàn ong đi, ta tách đàn ra nó đi giao phối không được, không có mũ tướng thay thế thì tạm thời ta phải nhập lại, sau đó ta lại tách sau. Thế là ta chuẩn bị đầu tiên là chuẩn bị thùng, chuẩn bị dụng cụ và ta chuẩn bị cái hương để đông mùi trước khi nhập, nó không cắn nhau nó chết hết. Lần này là đàn mà đi chúa đi thụ tinh không được, để lâu ngày rồi thì phải nhập nó vào. Thì đây là đàn được nhập, thì ta lấy cái đàn này từ cái thùng khác đem về đấy cho đàn ong vào, ta dùng hương nó đồng mùi trong thùng ong cái này. Đó. Xong nó nhẹ nhàng tôi đưa cái cầu của đàn nhập vào đàn được nhập,
đây là nhập gián tiếp nhưng mà an toàn nhất. Ta để như thế này, ta đậy lại. Cái khoảng độ nửa đêm hoặc là 9 giờ đêm, 10 giờ đêm người ta nhắc nó vào. Ta đã để được 4-5 tiếng rồi. Thế giờ đây là đàn ông, ta đem vào đi nhập. Thì ta từ từ ta đưa cái bán ngăn này ra. Ta dùng hương, ta đưa nhẹ vào đây, vào thùng ong, nó đồng mùi. Sau đó, ta kéo nhẹ cái cầu đàn nhập vào. Ta đưa ván ngăn vào. Ta kiểm tra, ta lại đưa đồng mùi vào. Ta kiểm tra lại một lần nữa. Nó không thấy ong cắn nhau, thì thế là được nhập xong. Di chuyển đàn ong. Di chuyển đàn ong nhằm sử dụng được nguồn hoa phong phú, thời tiết thuận lợi ở nơi ong chuyển đến lấy mật hoặc phát triển đàn nhằm giảm chi phí đầu tư cho ăn, tăng lượng năng suất mật. Công việc chuẩn bị. Điều tra địa điểm. Số lượng cây, nguồn hoa, phấn, địa điểm nào là trung tâm, hướng nắng gió, giao thông, tình hình phát dục của cây, nhiều hoa hay ít, dự đoán ngày nở. Xem xét số đàn ong hiện có tại địa phương, tình hình sử dụng thuốc trừ sâu của khu vực, chuẩn bị vật tư, dụng cụ di chuyển, chuẩn bị phương tiện, chuẩn bị thùng ong, khung cầu, thức ăn dự trữ và dụng cụ khai thác sản phẩm. Quay bớt mật những cầu đầy mật để cầu ong không bị vỡ khi di chuyển. Thế trong các cách đóng gói đàn ong thì nó có rất nhiều cách đóng gói, nhưng mà thông thường trên thành thùng ong thì người ta đóng sẵn một cái đinh nhỏ. Thế và người ta dùng một cái sợi dây thép nhỏ để người ta cố định các cái cầu ong lại với nhau. Như vậy để đến khi ta vận chuyển cái đàn ong thì nó sẽ không bị xô lệch các cái cầu ong này, làm ảnh hưởng có thể là chết ong chúa, thế hoặc là nó sẽ làm xáo động cái sinh hoạt của con ong. Sau khi ta đã chèn xong được đàn ong và ta di chuyển đàn ong đến nguồn hoa mới, thì ta phải chuẩn bị được những cái chống nắng, chống nóng, chống mưa cho thùng ong. Và ta phải mang vác nhẹ nhàng, thì ta sẽ vận chuyển bằng xe máy, thế hoặc là bằng quăng gắt, tức là nó phải nhẹ nhàng, tránh làm ảnh hưởng đến cái đàn ong. Phần 3. Phòng trị sâu bệnh và kẻ thù hại ong mật. Bệnh thối ấu trùng châu Âu. Tác nhân gây bệnh do vi khuẩn gây nên. Triệu chứng: quan sát bên ngoài tổ, ong ít đi làm. Kiểm tra bên trong, ong thợ có màu đen, thưa quân. Khi mở ra, ong chạy tụt xuống phía dưới bánh tổ. Ấu trùng thay đổi màu sắc từ trắng ngà chuyển sang trắng bệch, nâu nhạt rồi nâu đậm. Xác ấu trùng chết, thối rữa, tụt xuống đáy lỗ tổ. Ấu trùng mở nắp và vít nắp xen kẽ lẫn nhau. Khi bệnh nặng thì không có ấu trùng vít nắp. Biện pháp phòng trừ. Trước hết là ta phải giữ được cho cái đàn được luôn đông quân. Cái thứ hai là nó phải đủ thức ăn và đặt ong ở những cái nơi vị trí nó khô ráo. Nhưng khi đàn vợ ong đã bị mắc bệnh thì ta điều trị cái bệnh này, thì trước hết là ta phải loại bớt được những cái cầu bệnh để cho con ong nó phủ dày lên các cầu còn lại. Biện pháp thứ hai đó là gì? Ta cho ăn si rô đường cộng với thuốc kháng sinh. Các loại thuốc kháng sinh thường dùng như là kanamycin, erythromycin hoặc là oxy tetramycin với cái liều lượng 0,5 gram pha trong 1 lít nước đường có tỷ lệ 1:1, tức là 1 kg đường pha với 1 lít nước. Kết hợp với cái việc là thay chúa hoặc là ta nhốt chúa lại để cho chúa nó ngừng đẻ trong vòng từ 8 cho đến 10 ngày. Và kết hợp với cái việc cho ăn thì ta phun thuốc kháng sinh với liều lượng cao gấp đôi khi cho ăn. Và phun cách nhật, phun lên trên bánh tổ và lên cơ thể, trực tiếp lên cơ thể con ong. Bệnh ấu trùng túi do virus gây nên. Triệu chứng: phần lớn ấu trùng chết ở giai đoạn cuối vít nắp hoặc thời kỳ tiền nhộng, ấu trùng tuổi lớn. Có nhiều ấu trùng nhọn đầu nhô lên miệng lỗ tổ. Phía đuôi ấu trùng hình thành túi nước có màu trong suốt hoặc vàng nhạt. Ấu trùng chết không có mùi. Để điều trị cái bệnh này thì trước hết ta thay chúa đàn bằng cái chúa tơ hoặc là ta giới thiệu các cái mụ chúa khác được tạo ra từ những đàn chúa mà không có bị không bệnh.
Hoặc là nếu có biện pháp thứ hai là nhốt chúa đẻ từ 8 cho đến 7 cho đến 8 ngày và đồng thời loại bớt các cái cỏ bệnh. Kết hợp với cái việc cho ăn siro đường 3 đến 4 tối hoặc là di chuyển đàn ong đến cái vùng nhiều mật hoặc là phấn hoa dồi dào để kích thích ong làm vệ sinh dọn sạch các cái ấu trùng bệnh. Nguyên tắc điều trị bệnh ong. Khi điều trị cần tuân thủ các nguyên tắc sau: điều trị đúng thuốc, đúng bệnh, điều trị đủ liều, điều trị đúng phương pháp. Tùy từng bệnh mà có phương pháp điều trị thích hợp để nâng cao hiệu quả. Một số địch hại khác: các loại địch hại ong, ong rừng, cóc, kiến, chim, chuồn chuồn, bướm đầu lâu cũng gây tác hại lớn. Đề phòng bằng cách làm thùng ong kín, thu hẹp các cửa ra vào, kê cao chân thùng, dùng dầu, hắc yến bôi vào chân thùng ong, soi bắt cóc vào ban đêm, đánh bẫy tiêu diệt ong rừng, tránh đặt ong nơi có nhiều chim. Phần 4. Thu hoạch các sản phẩm ong, thu hoạch và chế biến mật ong, chuẩn bị đàn ong trước vụ mật. Muốn thu được nhiều mật trong mùa khai thác, người nuôi ong cần phải có các đàn ong mạnh, đông quân, nhiều ong ở tuổi đi làm, không bị bệnh, không ở trạng thái chia đàn. Thao tác khi quay mật, rũ ong. Bắt đầu là những rũ cọc, anh nghe khe khẽ ra thổi khói hương lại cho ong tụt xuống. Thì cầm hai cái tai cầu này, khẽ gõ, tay gõ miệng thổi để cho ong tụt xuống. Khi ong nó tụt xuống hết rồi, ta bắt đầu lấy lần lượt, ta cầm chắc cả hai cái tai cầu rất mạnh, ta quét cái ong non còn đang bám trên bánh tổ xuống, và người chạy cầu sẽ tiếp tục chạy cầu và đem vào máy quay. Cái việc đầu tiên là phải mở cái nắp, tức là cắt cái nắp, tức là dao cắt cái nắp để dẫn nước cho nó khỏi dính. Cầm nghiêng cầu ong 15 độ, ta cắt nhẹ nhàng, đưa mạnh. Khi quay thì giữ cho thùng ong khỏi bị xô lệch và quay tốc độ nhanh dần đều. Ta đảo xong mặt cầu, ta tiếp tục quay. Trong khi ta mở đàn ong ra để kiểm tra, vì thế là đàn ong này có hiện tượng mà đắp ong đực thì ta phải cắt bỏ ong đực và mũ chúa mà không cần dùng đến. Sau khi quay mặt xong, ta trả lại cầu cho đàn ong, ta nhẹ nhàng nhấc cái nắp chính lên và ta đưa các cầu ong vào vị trí. Ta lắp xong thước chèn vào, như vậy là đã ổn định xong đàn ong. Ta đậy nó chính lại. Lọc mật và loại bỏ tạp chất. Lọc mật thì sẽ đảm bảo chất lượng và đưa vào đóng gói. Động tác lọc mật. Ta đã đưa mật, chất mật từ trong thùng quay mật ra. Bây giờ đã được mật lọc xong, sẽ đưa vào dụng cụ cất giữ. Mật lọc xong cho vào can, chai, lọ, chum, vại, khô sạch, có nắp đậy kín. Bảo quản mật ở chỗ tối, mát, không cạnh các chất có mùi như dầu hỏa, mắm tôm. Kính thưa bà con, kỹ thuật nuôi ong lấy mật, đây là chương trình đào tạo kỹ thuật trên truyền hình do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Đào tạo Phát triển Nông thôn Phủ Ninh Phú Thọ phối hợp thực hiện. Để làm kinh tế và làm giàu, chúng tôi xin khuyến cáo bà con nên áp dụng kỹ thuật này là tốt nhất. Chúc bà con áp dụng đạt được hiệu quả cao, làm giàu cho gia đình và nhân rộng tại địa phương. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin bà con xem trên website http://www.khuyennongvietnam.gov.vn. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, địa chỉ tầng 6, 9, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại fax 04 771 1163,
email tthl@yahoo.com.